Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại kênh Hoài Bãi nha anh em. Hôm nay bên em xem lên cho anh em xem con siêu phẩm anh em nhé. Con này là máy em cam kết anh em là nó mới 95% luôn nha. Đó, trông không khác gì máy mới nha anh em. Đó, con này là dòng Echo 601 của Nhật nha anh em nhé. Đó, anh em nhìn thấy cái lam nó đẳng cấp không? Đó, cái lam mà còn chưa xài luôn, chưa chóc sơn thế nào luôn nha anh em nhé. Con này là máy nó lớn anh em, con này là anh em khai thác rất là tốt nha. Anh em khai thác cây đồ là rất là ok rồi nha. Đó, máy mới 95%, sơn bô rồi máy móc còn rất là mới luôn nha. Hầu như là chưa sử dụng bao nhiêu nha anh em nhé. Em thì cái lam nó là biết ít xài rồi. Con này là lam trượt anh em nhé. Đó, lam là cưa là được 50 phân anh em nhé. Đó, mình cưa 50 phân. Làm đầu lắp tin, làm đầu trượt anh em nhé. Anh em chỉ làm đầu trượt. Đó, rất là mới luôn. Máy này đẹp như máy mới luôn anh em nhé. Đó, con này mới 95%. Không thể mới hơn được luôn anh em. Đó, khó kiếm cái nào mới hơn anh em. Con này thì nòng của nó là 45 ly anh em. Công suất của nó là 57cc anh em nhé. Đó, công suất là 57cc. Anh em nào ưng ý cái máy này, anh cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05 39 anh em nhé. Đó, cái này thì giá của nó em sẽ bán là với giá là 4 triệu 400 ngàn anh em nhé. Đó, 4 triệu 400 ngàn, bao ship tận nhà cho anh em. Đó, anh em nào ưng ý thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05 39 anh em nhé. Đó, máy rất đẹp, anh em nhìn ở ngoài nó còn mới hơn nữa luôn nha. Ở trên điện thoại ok, anh em nhìn nó màu thì nó không đẹp, chứ trên ở ngoài em nhìn nó quá mới luôn. Đây, con sẽ quay cận cảnh cho anh em xem. Em nhìn chủ giật này, tem mát còn rất là mới nha. Đó, lam xích nha. Đó, con này xài xích lớn rất là thông dụng, xích xài chung với tất cả các dòng máy cưa 381, 038 rồi 066 rồi tùm lông hết nha. Anh em nhìn cái bô nó này, trời ơi nó mới cực kỳ luôn nha. Đó, nhìn cái bô sơn này, quá mới luôn, chưa xài bao nhiêu luôn nha. Quay rất là chi tiết cho anh em xem. Con này thì cân nặng nó sẽ là 9kg anh em nhé. Đó, con này là cân nặng 9kg. Đó, dòng máy lớn để anh em khai thác nha. Anh em cắt cây lớn thì anh em sử dụng cây này để chuyên đi khai thác keo, hoặc là anh em cắt những cây muồng đây thì anh em xài con này rất là ok luôn nha anh em nhé. Đó, máy móc là nguyên zin. Con này thì sử dụng nó máy lớn thì nó sử dụng bơm cái tay anh em nhé. Đó, đây anh em nhìn, tem mát còn nguyên. Đó, rất đẹp, rất mới luôn nha. Đó, bên trong của nó đây nha, trời ơi, nó mới keng spang luôn. Con này là em đi lựa được cây, nó mới quá trời mới nên em lấy cái cây này về bán cho anh em nha. Đó, khó cây nào mới hơn được nữa anh em. Đó, con này thì bơm nhớt anh em, gạt tay ở đây này, anh em bơm vào đây cái là nó ra nhớt nha. Đây là công tắc tắt máy đây anh em, đóng nghe ở đây nha. Chỗ này là đổ nhất thải bô chân xích nha, chỗ này là đổ xăng pha nhớt anh em nhá. Đó, dòng Echo này nó siêu bền rồi nha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi bây giờ họ sẽ test nổ cho anh em xem nha. Anh em nào ưng ý cây này, anh em muốn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05 39 em nhá. Thì cảm ơn toàn thể nha. Đó, rất mới luôn, 45 piston là 45 ly, công suất là 57cc.
rất là mới luôn nha anh em, sử dụng pha nhớt tốt, vào nữa thì quá bền luôn anh em, pha nhớt xịn thì nó rất là bền máy nha. Con này bên đang bán với giá là 4.400.000 anh em nào ưng ý liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0399 nha. Giá đó là giá thanh toán tại nhà thì anh em nhé, không cần phải trả tiền cước phí gì nữa nha anh em, bao ship tận nhà cho anh em rồi nha. Rồi xin cảm ơn toàn thể anh em, trời con này nó quá mới luôn anh em, kiếm rất là hiếm, rất là hiếm cái dòng Echo mà nó mới được như này luôn, bởi vì dòng Echo này là cái sơn đồ nó hay bị chắp nó nha, nên kiếm được một cây mới như này rất là khó anh em nhé, nó phải cực kỳ nó mà ít xài nó mới mới được về anh em nhé. Đó em nhìn cái lam nó là thấy nó đẹp quá trời đẹp rồi nha. Ok xin chào và hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo, hoài bãi nha anh em.